bên kia nhá. Huy chương bạc em Nguyễn Đức Chính, thành phố Hạ Long. Huy chương đồng em Phạm Đức Anh, thị xã Quảng Yên. Cháy máy rồi. Xin mời đồng chí Phạm Bá Thi, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao thị xã Đông Triều, phó trưởng đoàn thể thao thị xã Đông Triều lên trao huy chương cho nội dung bơi nam 50m nam lứa tuổi 69. Xin kính mời đồng chí. Đây chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng thành tích của các em đã đạt được. Cảm ơn đồng chí Huy, cảm ơn các em. Nội dung tiếp theo bơi ếch 100m nữ lứa tuổi 69, huy chương vàng em Giang Hà Nhi, thành phố Hạ Long. Huy chương bạc em Vũ Hải Anh, thành phố Hạ Long. Huy chương đồng em Vũ Bảo Linh, thị xã Quảng Yên. Em Vũ Bảo Linh, thị xã Quảng Yên. Xin mời đồng chí Giản Mạnh Tráng, phó trưởng phòng giáo dục Thảo Nguyên Đào tạo huyện Đầm Hà lên trao huy chương cho các em đạt giải. Nội dung 100m ếch nữ lứa tuổi 69. Xin kính mời đồng chí. Nội dung bơi ếch 50m nữ lứa tuổi 10-11. Học sinh Vũ Nguyên Thảo, thành phố Hạ Long đâu? Dạ vâng ạ. Học sinh Vũ Nguyên Thảo, thành phố Hạ Long đâu? Em chụp hết cho em hết nhóm. Vũ Nguyên Thảo, thành phố Hạ Long đâu? Yêu cầu các lãnh đoàn của đoàn thành phố Hạ Long, đoàn Đông Triều, đoàn Cẩm Phả và vị trí học sinh tập kết. Nội dung bơi ếch 50m nữ. Nói nữa là mai mất quần rồi. 100m nam lứa tuổi 69. Huy chương vàng em Nguyễn Anh Minh, thành phố Hạ Long. Huy chương bạc em Đỗ Minh Hoàng, thành phố Cẩm Phả. Huy chương đồng em Đào Minh Hải, thành phố Hạ Long. Xin mời đồng chí Phạm Thái Sơn, phó tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo, ủy viên ban tổ chức hội khỏe phụ đồng tỉnh lên trao huy chương cho các em đạt giải BX 100 năm lứa tuổi 69. Học sinh Mạc Thái An.
quen rồi. Mặt thì mặt nó to cao lắm. Vì bạn rất cao. Xin mời. Huy chương vàng em Tạ Quý An, Thành phố Hạ Long.
thấy không ạ? Long huy chương bạc em Thái Hoàng Hiếu, thị xã Quảng Yên. Huy chương đồng em Dương Đức Long, thành phố Hạ Long, thị Mỹ Duyên. Xin kính mời đồng chí Phạm Thái Sơn,